Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Chúng ta đã tìm hiểu về 3 phần về tất cả những form của Kiss. Đó chỉ là những buckle đại trà trong design language, bao gồm cả Command Trim buckle. Nhưng video lần này sẽ nói về những buckle dành riêng cho con trai của nữ thần sáng thế. Và bắt đầu là sức mạnh của 5 Kiss ở 5 thời đại khác nhau. Boot, Buck, Two. Nhờ công ơn của Kiss và Nago, Game Master Jiri đã bị kích khỏi chương trình. Ông ta đã được thay thế bởi một Game Master mới. Hắn ta với nhân dạng Claire 2 đã báo hại cả Design Renrit rơi vào tay của Beroa, người hỗ trợ cho Buffa và cũng là kẻ đầu tư cho đám Yamato. Cô ta đã có được chiếc Vision Driver và thao túng được phần nào Design Renrit, mặc nhiên tạo ra Yamato Renrit cũng như hỗ trợ cho những người chơi theo phe cô ta. Phe chính diện lúc này, Giz, Nago và Tycoon không có những vật phẩm nâng cấp. Giz hiện tại chỉ còn lại Magnum Buckle như một phú bà chân chính. Cô ta nâng cấp cho đám Yamato bằng những chiếc Buckle nâng cấp. Buffa thì được trao sức mạnh Command Trim Buckle. Không quên bản thân mình có khả năng tạo ra trò chơi, cô ta đã mở rộng màn chơi với tên gọi Lễ hội sấm sét. Khi những tiếng trống của Yamato vang lên, những chiếc cây sấm sét sẽ được hình thành. Nếu chúng nở rộ, cả thành phố sẽ bị phá hủy bởi sức mạnh sấm sét. Kiss để bảo vệ lễ hội của những người dân trong thành phố, giúp một đứa bé thực hiện được ước mơ của mình, anh phải chống lại cặp đôi bạn thân đầu trâu mặt ngựa. Trước sự phối hợp kịch tính của bọn chúng, Kiss đã thất bại, anh cũng đã lường trước được tất cả. Cầm Boost Buckle trên tay, đó không phải thứ mà anh hay lật kèo trong tình huống này, vì anh thừa biết Buffa vẫn còn Command Trim trong người. Tất cả những gì Giz làm nằm ngoài dự tính của cả Nimram. Triệu gọi 4 chiếc Boost Buckle khác, bầu trời rơi xuống 4 tảng thiên thạch tụ hợp lại là một để tạo nên Boost Mark II Buckle. Sử dụng nó và chuyển hóa hình dạng Boost Mark II. Nhỏ gọn, thiên hướng về tốc độ với tông màu đen và bộ giáp đỏ, điểm tô bằng một số chi tiết vàng trên cơ thể. Những ống xả của Boost đã được đơn giản hóa thành 2 ống trên gương mặt, 2 ống trên phần cổ tay, 4 phần ống xả ở phần chân, cho phép Giz di chuyển ở vận tốc cực nhanh. Nó tiện lợi hơn hình dạng Fever Boost lẫn Boost ở chỗ toàn bộ cơ thể của anh được đồng nhất, nên anh có thể di chuyển một cách linh hoạt và uyển chuyển, chứ không phải là một cơ thể được đẩy bằng một động cơ. Anh nhanh nhẹn như khả năng clock up. Trong lần đầu xuất hiện, tốc độ này của anh nhanh tới mức làm hoa cả mắt của Buffa, cũng như di chuyển trong khoảng không mà cả thời gian cũng có thể xem là đã ngưng động. Khi di chuyển ở vận tốc cao, Boost Mark II còn để lại vệt lửa phía sau, cũng như những đòn tấn công của anh thiên về tấn công liên hoàn hơn là tấn công về sức mạnh. Tất cả chúng đều được bao bọc bởi ngọn lửa rực cháy từ Boost Mark II sinh ra. Vẫn giữ nguyên tính năng của Design Driver là Revolt On, kích hoạt và chuyển trạng thái của Boost Mark II thành hình dạng Beast Mode. Thay vì triệu hồi lên chiếc xe từ Boost, bản thân anh sẽ biến thành một con cáo lửa với 5 chiếc đuôi ở phía sau, cũng như tạo hình từ một con cáo cực kỳ thiện chiến. Anh vừa linh hoạt vừa tấn công bằng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình, kèm với đó là chiếc đuôi có thể tạo ra một vùng lửa để tấn công kẻ thù. Tốc độ, sức mạnh và sự linh hoạt đã tạo ra một con quái thú cực kỳ nguy hiểm. Những đòn tấn công của hình dạng Beast Mode vẫn được bao phủ bởi ngọn lửa từ Boost Mark II, kèm với đó là khả năng xoay tròn để tạo thành một chiếc yo-yo lửa tấn công kẻ thù. Buffa trong hình dạng zombie cũng bị ao trình cực kỳ nặng nề do hình dạng Beast Mode của Boost Mark II là quá linh hoạt so với những rider cơ bản. Đòn tất sát của anh, Boost Range Strike, bản thân của anh sẽ được đẩy lên không trung bằng sức đẩy của Boost Mark II. Anh tấn công vào hàng loạt cú đấm như những tảng thiên thạch rớt vào kẻ thù. Anh biến thành tảng thiên thạch lớn nhất, lao thẳng và xuyên phá kẻ thù bằng sức mạnh và tốc độ được gia tăng từ Boost Mark II. Boost Mark II quá mạnh, chẳng có ai có thể cản trở Kiss trong công cuộc chinh phạt trò chơi. Trò chơi tiếp theo mở ra là trò chơi chiến quốc, bảo vệ chủ tướng cả hai phe là mục đích tối cao cả trò chơi. Kiss cũng không ngần ngại tận dụng lại sức mạnh từ Boost Mark II, nhưng nó cũng để lại một lỗ hổng rất lớn. Sức mạnh quá to lớn và tốc độ mang lại từ 5 chiếc Boost kết hợp lại với nhau, Kiss không thể nào làm chủ được nó, và thời gian của anh bị trôi qua quá nhanh so với tốc độ mà nó mang lại. Cơ thể của Kiss không thể chịu nổi và anh sẽ dễ dàng bị kiệt sức khi đang chiến đấu. Điểm yếu chết người này đã phát tác một lần nữa khi anh đối mặt với Beroa trong hình dạng Claire 2. Tận dụng lúc suy yếu của Kiss, cô ta đã giáng một đòn chí mạng vào người anh. Trong lúc tưởng chừng như bại trận, Jin, người hỗ trợ cho Kiss, đã trao cho anh sức mạnh kiến tạo từ Laser Rare Riser. Xoay mạnh Boost Mark II về hướng còn lại và kết hợp cùng với nửa mảnh của Laser Rare Riser,
Kiss đã được tô điểm bằng sức mạnh của người hỗ trợ của mình, một bộ giáp tương lai được trang bị lên người của Boots Mark II với ba tông màu chủ đạo xanh, tím và trắng đại diện cho người hỗ trợ Jin Wan. Cả hai người kết hợp để tạo nên sức mạnh từ sự kiến tạo. Anh không còn bị mất kiểm soát khi sử dụng Boots Mark II và hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh gia tốc này. Tốc độ và sức mạnh của anh vẫn được giữ nguyên. Thay vì chạy với tốc độ cực nhanh để lại những vệt lửa xuất hiện phía sau, anh còn tạo những tia năng lượng từ laser Rayraiser kết hợp sự gia tốc từ tương lai và quá khứ, tạo nên những đường sáng cực kỳ đẹp mắt khi anh di chuyển. Không còn đánh liên hoàn như Boots Mark II, sức mạnh của anh cũng được cường hóa đáng kể. Những cú đấm của anh cực kỳ lực gây sát thương vô cùng lớn lên người kẻ thù. Mang sức mạnh của sự sáng tạo, khả năng chính của Laser Boot là thao túng bản thân cũng như kẻ thù. Anh thao túng được một nguồn năng lượng đỏ thẫm, khống chế và điều khiển hành động của kẻ thù. Dùng nó lên bản thân sẽ giúp anh bay lượn, cũng như tác động nó là những vật thể xung quanh. Có thể hiểu nôm na là anh có thể thao túng vạn vật, bao gồm bản thân của Kiss, vật thể cũng như kẻ thù. Khả năng này vô cùng bá đạo, anh có thể khống chế kẻ thù từ phạm vi cực kỳ xa, vô hiệu hóa chúng và thực hiện những đòn tấn công tất sát lên người chúng, không cho kẻ thù bất kỳ khả năng phản kháng nào. Điều khiển đất đá xung quanh nhằm tấn công cũng như vô hiệu hóa đòn tấn công kẻ thù lên người bản thân. Sử dụng quyền năng sáng tạo lên cơ thể của mình, anh có khả năng bay lượn cũng như thao túng trọng lực của bản thân, giúp anh di chuyển trên mọi địa hình. Khi sử dụng hình dạng laser boot, anh cũng được trang bị vũ khí giống như Commander Jin, khẩu laser Rayraiser. Những phát bắn từ nó mạnh tới mức có thể xuyên thủng cả những cột bê tông khổng lồ, khống chế sức mạnh và cho thêm khả năng sáng tạo. Những kẻ thù phải đối mặt với Boots Mark II đều chẳng ai có thể làm khó được anh. Đòn tất sát của anh, Hyper Boots Grand Victory, anh lao lên không trung, tạo ra hàng loạt phân ảnh của mình và tụ hợp chúng lại với sức mạnh từ kiến tạo, đá ra một cú Rider Kick. Boost Mark III. Sau rất nhiều sự kiện xảy ra trong chương của Buffa, trận chiến còn đang dang dở giữa Laser Boot và hình dạng Geyser của Nindram đã có thể tiếp tục diễn ra. Trận chiến cân tài cân sức, nhưng chứng kiến mẹ của mình đang dần tan biến. Ace đã không thể nào tập trung và đã bị Geyser đánh bại. Cùng lúc này, anh cũng hức tỉnh được sức mạnh của sự hủy diệt. Boots mất 3. Ngọn lửa của sự hủy diệt bao phủ lấy anh, nguồn năng lượng tà ác màu cam sẫm thiêu hủy tất cả mọi thứ tác động vào nó. Boots Mark III quay lại hình dạng cơ bản của Boots, trang bị cho anh một chiếc buckle thay đổi tông màu từ đỏ chuyển thành cam và trắng. Nó là sức mạnh được tạo ra dành riêng cho Kiss, không còn bị ràng buộc trong design Redrit. Đây chính xác là sức mạnh của con trai nữ thần sáng thế. Sự hủy diệt của anh lan tỏa khắp mọi nơi. Những đòn tấn công từ Geyser bắn vào người anh bị bóp méo và hủy diệt trong chốc lát. Đối mặt với Mark III, Geyser cũng chẳng thể nào làm gì được sức mạnh khủng khiếp này. Sức mạnh của Boots Mark III không được thể hiện quá nhiều, do đây chỉ là form tiền truyện cho Geass 9 mà thôi. Có thể phần sức mạnh Mark III sẽ được kế thừa bởi hình dạng Doom Geass xuất hiện trong movie sau của Commander Buffa, kẻ với tên gọi Doom và sức mạnh của sự hủy diệt. Boots Mark III cũng là hình dạng cuối cùng mà Nindram chứng kiến về Geass. Điều này hoàn toàn hợp lý cho sức mạnh của Doom Geass sẽ có trong movie với Buffa. Quay lại với Mark III, anh có thể thao túng sức mạnh của sự hủy diệt này để tạo nên bậc thang vươn tới bầu trời, phá hủy tất cả bầu vật cản, vươn tay nắm chặt lấy hình bóng của mẹ mình. Cả mọi thứ trước mặt Kiss đều đã vụn vỡ vì sự thao túng của Sue. Anh đã rơi xuống, rơi vào giấc mộng của bản thân nhằm thức tỉnh được sức mạnh tối thượng. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On. Thanh quá trình. Hẹn gặp lại.